Xin chào tất cả cô chú anh chị và mọi người trên đường like của Nhi TV Vlog nhé. Thì hôm nay thì Nhi làm clip này thì Nhi cũng thông tin với cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng, thì cũng có rất chi là nhiều cô chú anh chị mọi người hỏi về Nhi cái thông tin về cô về anh Điền Võ là như thế nào, và Nhi có biết được hay không, và hay là Nhi thế nọ ai kia, hay là anh Điền Võ đi sang Campuchia chữa chân thế nọ hay thế kia. Thì mọi người hãy nhìn lên cái góc màn hình, Nhi sẽ chia sẻ cho mọi người biết được là cái câu chuyện giữa mình và anh Điền Võ đã chia sẻ trong cái cuộc nói chuyện với nhau như thế nào. Nhưng mà Nhi sẽ không cho cái tiếng lên, và Nhi sẽ chỉ đưa lên cái hình ảnh của Nhi và anh Điền Võ đã trao đổi với nhau thôi nhá mọi người nhá. Chứ cái thứ hai nữa thì cái thông tin về anh Điền Võ thì Nhi chia sẻ mọi người những cái clip trước của ngày hôm qua, Nhi đã chia sẻ mọi người rồi, là hiện tại và những cái thông tin gì về anh Điền Võ thì mọi người cứ yên tâm và mọi người hãy tin ở Nhi 100%. Là Nhi là cái người đưa cái thông tin và Nhi cập nhật những cái thông tin, thứ nhất nó phải hữu ích, thứ hai nó phải chân thật, thứ ba là nó phải thật, chứ không bao giờ Nhi câu like, Nhi câu view nhé mọi người nhé. Còn cái câu chuyện giữa anh Điền Võ và Nhi như thế nào thì Nhi đã chứng minh với mọi người biết được rồi, phải không ạ? Nhi luôn là cái người đưa cái thông tin làm sao nó hữu ích nhất, nó chân thật nhất và nó thật thà nhất, chứ không phải thông tin vớ vẩn hay thông tin câu like câu view cả, là một. Thì cái thứ hai nữa thì Nhi sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng nghe được anh luật sư Nhân đã chia sẻ những cái thông tin và những cái gì bổ ích nhất, và Nhi đã nhìn nhận và Nhi đã suy đoán cùng với cô chú anh chị mọi người rồi. Thì mời cô chú anh chị mọi người hãy lắng nghe cái thông tin và anh luật sư Nhân này đã chia sẻ với cô chú anh chị mọi người nhá. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy lắng nghe từ đầu đến cuối thì mọi người sẽ hiểu được là Nhi đã chia sẻ, Nhi nói có đúng hay không. Thì mong cô chú như mọi người nghe. Xin mời cô chú như mọi người. Hello, chào anh em. Thì mỗi lần anh em đăng một clip vào đó và click like vào lại nhé. Tình quần nhân nha. Hôm nay chủ đề mình nói duy nhất ở đây là các cái nguyên bào của là CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ là cắt tinh đối với việc mà anh đi phạm. Cắt tinh là như thế nào? Do hôm nay cái máy em đang cầm trên tay nó hơi lắc nên mọi người gắn chú ý gắn lắng nghe nha. Mọi người coi cái âm thanh như thế nào rồi mọi người. Người cho em biết nha. Hôm qua nay thì có rất là nhiều trang báo. Ok mọi người. Dạ em chào Tạ Linh nè. Mọi người thấy âm thanh thế nào rồi mọi người? Em không thấy bình luận nào chứ, không biết là cái bình luận nó có hay không biết. Ok em chào mọi người. Dạ ok em cảm ơn. Rồi hôm nay em đã đi lên cái vùng trời bình yên rồi mọi người ơi, nên là hôm nay em không có livestream cùng mấy anh chị đó. Hôm nay thì em cầm cái máy trên tay nên là cái máy nó sẽ hơi lắc, mong mọi người thông cảm nhé. Thì hôm qua nay mọi người biết rồi là có rất là nhiều trang báo đưa tin về vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng, là tại sao mà CEO Nguyễn Phương Hằng lại thốt ra những cái lời hoặc là thốt ra những lời xúc phạm từ phía anh fan, và tất cả các cái trang báo cũng đồng loạt đưa tin là như thế nào. Cụ thể ra sao thì mọi người biết rồi, là CEO Nguyễn Phương Hằng, tại vì chính những người kia là những người xúc phạm đến chị Hằng trước, hay là đối với những người còn lại người ta cũng cố lại đối với cái việc mà hồ sơ của CEO Nguyễn Phương Hằng như thế nào, người ta đưa ra một cái phán đoán. Thì đối với cái vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng cũng như là báo chí đã đưa tin về vụ việc anh thực hiện quà lỗi với cô Đinh Lan thì mọi người biết rồi, thì cô Đinh Lan là người xúc phạm đến CEO Nguyễn Phương Hằng trước, hay kể cả là anh thực hiện dùng VOV dựa trên bài báo VOV hoặc là dựa trên kênh VOV để là đăng công kích CEO Nguyễn Phương Hằng. Từ chỗ đó mới có vụ việc mà CEO Nguyễn Phương Hằng xúc phạm anh Đức Hiển lại, chứ không phải là anh Đức Hiển tự nhiên mà lại là chị Hằng xúc phạm, đúng không? Anh Đức Hiển không khi nào mà tự nhiên chị Hằng phải xúc phạm, tại vì chị Hằng không biết anh Đức Hiển là ai luôn. Cái việc mà tại sao anh Đức Hiển xúc phạm thì cái đó là do anh Đức Hiển, còn như CEO Nguyễn Phương Hằng thấy anh Đức Hiển xúc phạm thì lúc đó anh Đức Hiển anh bị chịu trận đối với CEO Nguyễn Phương Hằng, cái đó là điều tất nhiên, đúng không?
nên là chúng ta thấy là báo chí đang đưa tin là đa số một phần sư Nguyễn Phương Hằng xúc phạm là do lỗi một phần từ bị hại. Hôm nay thì em cũng lên tới khung giờ Bình Yên rồi. À, còn đối với vụ việc sư Nguyễn Phương Hằng, mọi người biết rồi á, là luật sư lại là một luật sư mà bào chữa cho sư Nguyễn Phương Hằng, mà chúng ta biết thì tới thời điểm này á, luật sư đó mang danh là vua Quy Bạc. Tại sao mà ta dùng từ vui bằng? Đã vui bằng ở đây là buồn tất cả các quy bằng đối với những anh tiên phan nào mà xúc phạm đến sư Nguyễn Phương Hằng. À, mọi người phải hiểu như vậy. Nếu như ai đã từng xúc phạm đến sư Nguyễn Phương Hằng thì đều bị lập quy bằng lại hết. Nên là quy bằng sư Nguyễn Phương Hằng tại thời điểm này giữ rất là nhiều. Nên từ chỗ đó đây là cái khắc tinh đối với một số kênh YouTube anh tiên phan. À, mọi người nhớ kỹ là cho em xin một like nhé. À, hôm nay thì em đã đi ra một vùng trời Bình Yên cho mọi người. Do em cầm máy nên nó hơi bị lắc, chúc mọi người thông cảm nha. Đó. Ok, em cảm ơn mọi người. Đó, đó là một cái số trường hợp mà tôi nói cho mọi người biết là cái việc quy bằng ở đây là tại sao. À, quy bằng là nó định nghĩa cái từ quy bằng. Quy bằng là một cái tình tiết, đó, một cái bằng chứng cụ thể để trong quá trình xét xử hay là trong hội đồng xét xử người ta sẽ đưa ra làm bằng chứng chứng cứ xác định. Quy bằng là một cái chứng cứ xác định nhất. Như vậy thì từ đó tới giờ, nếu như thật sự ai đã từng xúc phạm đến sư Nguyễn Phương Hằng mà sư Nguyễn Phương Hằng chưa hề nhắc tới những cái người này, có xóa comment không hả? Ủa, có ai xóa comment đối với anh này không ạ? À? Mọi người thấy âm thanh thế nào rồi mọi người? À sao? Julie quá giỏi. Thì hiện tại bây giờ em đang ở nước cấm. Mọi người biết thôi, chạy tại vì đi cũng cái đông người. Họ cũng rất là lo sợ. Lo sợ, tôi nói thẳng là lo sợ. Lo sợ về những cái quy bằng của sư Nguyễn Phương Hằng. Đương nhiên, tôi cũng nói luôn là một số người cũng liên quan tới cái vụ việc. Đi xuống đi em, không có gì đâu, đây cô du lịch mà. Bình thường, anh live stream thì bình thường, mấy em xuống thì cũng bình thường. À, cho cá nè, có quay phim thì quay luôn. Lo sợ rằng không biết chừng nào tới mình, và kể cả là Đinh Lan hay kể cả là Lê Minh hay là những người khác đó, không biết là chừng nào tới mình, thì cái đó mới là những điều quan trọng ấy. Luật sư vòng cầu hả? Ok, cảm ơn. À, quá khen rồi. Xin thưa mọi người, thì đấy là cái câu chuyện giữa của anh luật sư Nhân, thì anh cũng chia sẻ và Nhi cũng chỉ chia sẻ lên những cái gì ý chính thôi để cho cô chú anh chị mọi người nghe thấy.
thì những cái gì chính thì Nhi chia sẻ, còn những cái gì mà không cần, mà không cần chia sẻ thì Nhi cũng không cần cho mọi người nghe. Bởi vì là theo như cái lập luận và theo như cái clip của Nhi thì Nhi chỉ cần chia sẻ những cái gì mà anh luật sư Nhân cùng quan điểm với Nhi thì Nhi chia sẻ mọi người nghe, và khán giả mọi người cũng được biết, cũng được nghe, cũng được thấy. Còn theo những cái suy đoán và những cái nhìn nhận của Nhi thì cũng tương đồng với những cái gì anh luật sư Nhân đã chia sẻ. Thứ nhất là những cái vi bằng của cô Nguyễn Phương Hằng đã lập lên thì chắc chắn là những cái người mà liên đới đến những cái gọi cho là cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng này thì chắc chắn một điều rằng sẽ có liên đới và cũng sẽ có những cái góc khuất ở đằng sau đấy. Nên là sau khi Nhi đúc kết và cũng Nhi cũng theo dõi những clip của người khác thì Nhi cũng nhìn nhận được ra một điều rằng là không có lửa thì không có khói. Người ta lập được vi bằng cô Nguyễn Phương Hằng thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng có thể lập được vi bằng những cái người khác. Nên là mọi người cứ yên tâm một điều rằng, thứ nhất, gieo nhân nào thì gặp quả lấy, và những cái người nào xuyên tạc và bịa đặt cho công ty Đại Lam và đặc biệt cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng Lò Vôi thì cũng sẽ nhận được những cái hậu quả làm sao. Thứ nhất là 50-50, chứ không phải là cô Nguyễn Phương Hằng bị hết 100%, còn người ta không có gì cả. Còn những cái người nào đã xuyên tạc và đã bịa đặt và đã dẫn dắt khán giả và đã những cái chiêu trò thế nọ, chiêu trò thế kia thì theo như Nhi nhìn nhận và theo như Nhi đánh giá thì chắc chắn cũng sẽ có liên đới và cũng sẽ có cái gì đấy. Nói chung là Nhi cũng không dám là, thứ nhất là không muốn đưa những cái thông tin lên. Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy chờ, hãy đợi và hãy xem. Thứ nhất là theo như luật sư Nhân nhé, Nhi nhìn nhận qua cái live stream của luật sư Nhân và theo như Nhi thì trong cái câu chuyện này, thứ nhất là cô Nguyễn Phương Hằng nếu như mà bị 10 thì cái đàn và cái gọi cho nhóm anti fan kia thì sẽ bị 5, 6 hoặc 4 năm gì đấy, chứ không thể nào quy chụp hay thế lọ hay thế kia cho cô Nguyễn Phương Hằng là bị 100% được. Đấy, đấy là cái cách nhìn nhận và cái cách lập luận của Nhi cũng như luật sư Nhân. Thì Nhi cũng đã chia sẻ với cô chú anh chị mọi người rất chi là nhiều trong những clip trước. Thì thứ nhất là mình không gây lên và mình không quy chụp hay là mình không thế lọ hay mình không thế kia, mà tự nhiên một cái người thường như cô Nguyễn Phương Hằng lại phải lên tiếng hay lại phải vướng vòng lao lý như vậy thì tất nhiên cũng như Nhi thôi. Ví dụ là ra đường mình không trêu bất kể một cái gì đấy thì hoặc là thế loại kia đấy thì tại sao và lý do gì và một mình lại bị, phải không hả mọi người? Nên là Nhi thấy cũng rất chi là mờ ám mà cũng rất chi là thấy nó buồn cười. Đây là trong những cái clip trước đây mà Nhi đã live stream và Nhi đã nói mọi người rồi, cái gì cũng thế thôi, cơ quan chức năng và pháp luật người ta cũng rất chi là công tâm, và đặc biệt là pháp luật của Việt Nam thì cũng rất chi là minh bạch từ cái nhỏ nhất đến cái to nhất. Cái gì cũng phải có tình, có lý, và cái gì cũng phải có từ A cho đến Z, chứ không phải là từ A xong lại nhảy phát lên đến Z luôn. Cái gì cũng phải thôi, cái gì cũng phải chờ và đợi, cái gì thì cũng phải có nguyên do và có lý do, và cũng phải có lửa thì mới phải có khói, phải không hả mọi người? Chứ không có lửa thì làm sao mà có khói được. Nên là cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã lập, và cô Nguyễn Phương Hằng cũng đưa ra những cái giả thiết, và cô Nguyễn Phương Hằng cũng đưa ra cái lời khai. Thứ nhất là giới kia đã nói và xúc phạm đến vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng và đã xúc phạm đến công ty Đại Lam, nên cô Nguyễn Phương Hằng mới phải phản kháng và phải lên lại những cái clip để đối lập lại và lập luận lại với cái đàn YouTuber kia và cái đàn anti fan kia. Thì chắc chắn với một điều cô chú chị mọi người ạ, cái gì cũng thế thôi, người ta đã nói rồi, phải thượng tôn pháp luật và phải nghe, phải ngóng và phải lập luận làm sao để đưa lên chia sẻ những cái gì hay nhất, những cái gì bổ ích nhất, chứ không phải là quy chụp cho cô Nguyễn Phương Hằng thế lọ, cô Nguyễn Phương Hằng thế kia. Còn theo như bản thân của Nhi đánh giá ấy, và theo như Nhi nhìn nhận ấy, thì cái câu chuyện này thì 50-50 nha mọi người nha, 50-50. Cô Nguyễn Phương Hằng có bị thì cái anti fan kia cũng sẽ bị, và những cái người nào trước đây đã xuyên tạc và đã bịa đặt cho cô Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn một điều rằng sẽ liên đới đến và sẽ phải ảnh hưởng đến, chứ không thể nào cô Nguyễn Phương Hằng bị hết được cả. Đây là trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi chia sẻ có những cái gì nó chưa được hay, chưa được ấy thì mong cô chú chị mọi người thông cảm cho Nhi nhé. Bởi vì là do thời tiết, thứ hai mà do Nhi chia sẻ lên
những cái clip, những cái gì Nhi nhìn nhận và Nhi đánh giá được ra, những cái gì tốt, cái gì đẹp, những cái gì hay thì Nhi chia sẻ lên, những cái gì thông tin gì Nhi được kiểm chứng và Nhi được nhìn nhận thì Nhi sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mọi người, chứ Nhi không bao giờ Nhi xuyên tạc hay Nhi bịa đặt cả. Đặc biệt là Nhi không câu like, Nhi không câu view, bởi vì tất cả những clip của Nhi lên Nhi cũng mong sao là được cô chú anh chị mọi người cùng ủng hộ, cùng theo dõi để Nhi tiếp tục lên những clip hay nhất và bổ ích nhất để gửi cô chú anh chị mọi người. Thì Nhi cũng xin phép cô chú anh chị mọi người thì Nhi xin dừng clip tại đây, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và mọi người ở những clip tiếp theo. Thì Nhi cũng sẽ nhấn mạnh lại một điều nữa cho cô chú anh chị mọi người hiểu là hiện tại anh Điền Võ không sao nha mọi người nhé. Thì trong cái đầu clip thì Nhi cũng đã chia sẻ cái ảnh Nhi và anh Điền Võ đã trao đổi qua điện thoại và đã nói chuyện với nhau thì cũng cười rất chi là vui và tươi, và hiện tại thì Nhi cũng đã chia sẻ mọi người rồi. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy lắng nghe những clip tiếp theo của Nhi lên đi chia sẻ cho cô chú anh chị mọi người nhá. Xin chào, bye bye mọi người.